Vâng, Văn Quỳnh xin được mến chào tất cả quý anh chị khách hàng ạ. Hiện tại thì Văn Quỳnh đang có mặt ở xã Phước Vinh An, thuộc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Đó thì hôm nay chính chủ đang gửi lại cho Văn Quỳnh một lô đất. Và cái lô đất này thì nó rất là đúng với khá là cái nhiều cái nhu cầu của quý anh chị khách hàng mình. Đó là khách hàng của mình luôn luôn là muốn tìm một cái lô đất mà lọt khe giữa hai căn nhà anh chị ha. Thì hôm nay là chính chủ đang gửi lại cho Văn Quỳnh này. Đó, một lô đất nó nằm giữa hai căn nhà luôn. Đó, một lô đất nằm giữa hai căn nhà. Đó, đa số là khách hàng mình luôn luôn là muốn tìm như vậy anh chị ha. Đó, dân cư là đông đúc này. Thì để nói sơ qua về cái vị trí. Cái đường mà trên màn hình của quý anh chị đang xem, đây là đường số 420 anh chị nhá. Quý anh chị đi thẳng hướng này cho em này, đi thẳng hướng này khoảng cỡ chưa tới 800 mét đâu. Là ra đụng ngay đường tỉnh lộ 8 anh chị nhá. Nó đụng ngay đường tỉnh lộ 8. Và vị trí đất thì thuộc xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, và trên màn hình của quý anh chị đây là lô đất. Lô đất thì có tổng diện tích là 129 mét vuông anh chị nhá. Đó, 129 mét tính từ mép nhà bên này anh chị. Tính từ mép nhà cái ngay đây. Qua bên này cho em là 5 mét này. Đó. Mặt tiền 5 mét và hậu cũng 5 mét anh chị nhá. Sâu vào cho em khoảng cỡ 25 mét anh chị. Chiều sâu á, chiều sâu từ đây này đi vào cho em khoảng cỡ 25 mét. Đó, một lô đất có tổng diện tích là 129 mét vuông. Thuộc khu dân cư hiện hữu này, đất này là đất ở hiện hữu anh chị nhá. Đó, đất khu dân cư hiện hữu. 129 mét vuông, phun thổ cư ngang 5 mét. Đó, mặt tiền đường số 420. Xung quanh anh chị nhìn ha, dân cư đông đúc này. Khung cảnh rất là nên thơ. Rất là bình yên anh chị ha. Đó thì đúng với nhiều cái nhu cầu của quý anh chị mình là muốn mua lọt đất lọt khe giữa hai căn nhà để mình về xây nhà ở này, hoặc là mình để dành lâu dài anh chị ha, hoặc là kinh doanh. Đó, với cái lô đất ở vị trí như vậy thì cực kỳ đẹp luôn, và đa số là anh chị muốn tìm như vậy. Đó thì quý anh chị nào mà đang cần thì có thể là liên hệ nhanh cho Văn Quỳnh Bất Động Sản ha. Lô này thì hiện tại chính chủ đang để cái mức giá là 2 tỷ tư anh chị nhá. Đó. Đó, 2 tỷ tư. Thì bây giờ Quỳnh sẽ thông tin lại một chút xíu. Lô đất có tổng diện tích là 129 mét vuông, ngang 5 mét và chiều sâu là 25 mét anh chị nhá. Đó, tổng diện tích là 129 mét vuông, phun thổ cư luôn, đất phun thổ cư, nằm mặt tiền đường số 420, đường nhựa, có lộ giới là 12 mét, thuộc xã Phước Vinh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, chút xíu nữa thì Quỳnh sẽ quay một cái video từ vị trí lô đất mà đi ra thẳng đường tỉnh lộ 8 anh chị ha, cho quý anh chị mình có cái cách nhìn khách quan hơn, dễ hình dung anh chị ha. Khu vực này thì dân cư cực kỳ là đông đúc luôn, tiện ích là không thiếu gì hết. Quý anh chị từ đây mà mình đi ra ngay thị trấn á, và khu hành chính của huyện luôn anh chị, thì ở đâu đó cho em là khoảng cỡ 3 cây số, 3 cây số anh chị ha. Đây, lô đất. Và em xin báo lại giá là lô này có giá là 2 tỷ tư còn thương lượng anh chị nhá. 2 tỷ tư sổ hồng riêng. Chính chủ đang cần bán nhanh trước Tết. Đó cho nên là quý anh chị nào mà cảm thấy xem cái video mà thấy phù hợp, sản phẩm phù hợp, quý anh chị có thể là nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Văn Quỳnh Bất Động Sản theo số điện thoại là 0909 192 106 anh chị ha. Và quý anh chị nào mà mới xem video của Văn Quỳnh, quý anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để mình cùng cập nhật thêm nhiều video về nhà đất giá rẻ tại khu vực huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Rồi thì video của Văn Quỳnh tới đây là kết thúc. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.